cái loa trên cái thiết bị này nè bạn, nó lớn cực kỳ lớn luôn. Ai da, nội cha tụi mày. Ok, xong pha cùng anh em nào. Nhưng mà tao sẽ đánh không cùi đâu. Con thánh thầy kiếm được mấy 200k mà chơi được Phai Phai, làm được con kêu nguyên dòng họ vô đây bái thầy làm sư phụ. Có luôn bạn. Bắt đầu. Nè bạn ơi, để nhận được những cái sản phẩm tặng miễn phí từ tôi á, thì bạn ấn vào cái phần tiêu đề của video, sau đó kéo xuống phía dưới thì các bạn sẽ thấy là link tặng sản phẩm. Cái đường link này cũng có ở dưới cái phần bình luận đầu tiên của video luôn. Thì khi mấy bạn nhấp vô đó mà mấy bạn thấy nó như vậy, tức là sản phẩm nó chưa được mở khóa, mà còn nó xuất hiện như vậy thì sản phẩm nó được mở khóa rồi. Chần chờ gì nữa, nhanh tay ấn vào cái nút mua ngay. Tôi có thể mở khóa sản phẩm bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng trong thời gian không quá 3 ngày tính từ ngày video phát hành. Tôi có thể mở khóa là sáng nè, trưa, chiều, tối, hoặc là ngay cả khi video vừa phát hành. Cho nên các bạn mình phải nỗ lực và cố gắng để săn được những cái sản phẩm tặng miễn phí từ tôi nha. Mỗi video thì chỉ có một sản phẩm mà thôi, hãy cố gắng và nỗ lực nha. Chỉ có nỗ lực bỏ thời gian ra để săn sản phẩm thì mới có cơ hội nhận được những cái sản phẩm miễn phí từ kênh mà thôi. Ok, bắt đầu nha. Hola, mến chào mừng mấy bạn yêu dấu. Mình đã cùng nhau quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh YouTube review và tặng lại kênh YouTube chuyên review sản phẩm công nghệ và tặng lại miễn phí toàn bộ sản phẩm sau khi review. Thì theo như yêu cầu của nhiều bạn, đó chính là hãy tìm máy 200k mà chơi được Phai Phai. Thì trước mặt của mấy bạn đây chính là một chiếc máy 200k. Và để biết cái chiếc máy đó là gì thì bây giờ mình hãy tiến vào chiếc hộp nha. Thì đây chính là chiếc hộp đựng chiếc máy nè. Ở đây chúng ta có thông tin mã vận đơn cũng như địa chỉ của người nhận thì được tôi che lại rồi. Thì chiếc hộp của chúng ta nó cũng như vậy thôi, chứ nó cũng không có gì mà đặc sắc hơn á. Bây giờ chúng ta hãy tiến đến phần mở hộp em nói nhé. Ok, và đây rồi thì theo như cái tiêu đề mấy bạn cũng biết, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc V-Smart B. Một chiếc máy mang quốc tịch Việt Nam của nhà Vinsmart. Thì đây là một cái chiếc máy thuộc phân khúc giá rẻ nha mấy bạn. Và cái chiếc máy này được tôi mua lại với cái giá là 200 ngàn, là một chiếc máy cũ từ Shopee. Thì nhìn sơ ngoại hình của máy này mấy bạn cũng có thể thấy là máy nó cũng khá là mới. Bây giờ thì tiến đến mặt trước nào, chúng ta sẽ có một cái camera trước nè. Ở kế bên mình có một cái đèn flash trợ sáng, loa thoại, một cái màn hình với độ phân giải là HD cộng với độ rộng là 5.45 inch. Cạnh trên và cạnh dưới nó cũng khá là mỏng. Và cạnh bên trái mình sẽ có là nút tăng giảm âm lượng cộng với nút nguồn. Cạnh dưới mình chỉ có là hệ thống cụm loa ngoài và cái mic. Cạnh bên phải mình chả có gì. Cạnh trên bao gồm là một cái jack sạc micro USB và một cái jack 3.5mm. Ok, và mặt sau chúng ta sẽ có là một cái camera với độ phân giải là 8 megapixel. Đây là camera chính của máy, cụm đèn flash, logo của Vsmart và chữ Vsmart dưới đây. Thì chiếc máy này được làm bằng nhựa nha mấy bạn, full nhựa luôn. Và cái nắp lưng này mình vẫn có thể tháo ra được đây. Và đây chính là nội thất bên trong của máy. Thì ở đây mình có là hai cái khe SIM và một khe thẻ nhớ micro SD. Thì chiếc máy này sử dụng pin rời. Dung lượng pin của máy là 2500 mAh. Và đây nó là email cũng như là thông số của máy, mấy bạn cũng có thể nhìn thấy nè. Ok, bây giờ tôi sẽ lắp pin vô và bật nguồn cái máy này lên nha. Ok, và chiếc máy của chúng ta đã lên rồi. Bây giờ tôi sẽ mở độ sáng màn hình cho nó cao cao một tí. Yeah, và màn hình chính. Bây giờ tôi sẽ test thử cảm ứng của máy cái nha mấy bạn. Ok, cái cảm ứng của máy này cũng khá là mượt luôn, nó không có bị vấn đề ở một chỗ nào hết á. Thì mấy bạn cũng thấy nè, chiếc máy này chúng ta có sẵn một cái miếng dán màn hình. Thì cái miếng dán này tôi sẽ không bóc ra đâu nha, tôi để cho các bạn may mắn về, bạn thích để bóc bóc. Ok, bây giờ tôi sẽ tiến đến cái phần cắm sim vô và test. Ok bạn ơi, và máy nó đã hiện sim bình thường nè. Vậy là chiếc máy này vẫn sử dụng được sim như thường. Chiếc máy này sử dụng 2 nano sim nha mấy bạn. Ok, bây giờ để tôi nhập cái wifi vô và tôi sẽ tải một vài cái game cũng như cái app thông dụng nha. Chờ tôi xíu. Ôi, tình hình đang khá là căng thẳng bạn à. Tại vì cái pin của em máy này nó quá yếu rồi. Sau khi tôi tải ra được những cái app cũng như game á thì máy nó tuột pin, tuột hẳn luôn. Bây giờ tôi phải cắm sạc chiếc máy này vô và mới có thể test được nha. Bây giờ mình sẽ chuyển đổi vị trí để cắm sạc chiếc máy này và vừa test. Ok. Ok, và đây rồi, hơi bị buồn luôn. Thì tôi cũng đã tải được một số cái app cũng như game rồi mấy bạn à. Bây giờ mình sẽ test với CPU Z đầu tiên nha. Thì như mấy bạn nào mà mình chưa biết á, thì chiếc máy này á, nó sử dụng là 1GB RAM trên cái nền tảng là Android Go. Android Go thì là một cái hệ điều hành mà để dành riêng cho những cái thiết bị mà nó có cấu hình thấp á mấy bạn. Thì máy nó sử dụng cái con chip là MediaTek MT6739. Mình có là 1GB RAM cùng với 16GB bộ nhớ trong. Bây giờ tôi sẽ test với một vài cái app nha. Thao tác ở trên những chiếc máy này cũng khá là chậm. 1GB RAM thì mình nên tắt hết những cái ứng dụng chạy ngầm để tránh cái tình trạng mà bị giật lắc máy. Bây giờ mình sẽ test với Facebook là đầu tiên. Mấy bạn nhớ nha, chiếc máy này phải thay pin nha.
Dễ lắm mấy bạn ha, mấy bạn chỉ cần mua cục pin về rồi cắm vô thay thôi, máy này bóc được nắp lưng mà, đúng không? Ok, máy đã vô rồi nè. Wow, Facebook khá là giật nha, lắc hơi nhiều đó. Không được rồi, chiếc máy này quá lắc luôn. Facebook trên chiếc máy này nó quá lắc. Mấy bạn phải sử dụng cái Facebook Lite. Facebook Lite thì dùng trên những cái thiết bị mà cấu hình yếu á, nó sẽ chạy mượt hơn. Hơi bị buồn á. Nhớ nha, cái máy này mình không sử dụng cái Facebook này để chém gió, để lướt được đâu. Tại vì nó lắc quá mấy bạn, rất là khó chịu. Ok, bây giờ tôi thoát ra nè. Nó bị khựng luôn á. Ok, bây giờ tiến đến với YouTube. Mấy app nhỏ nhặt như này mà nó còn lâu lắc, nó còn chậm rãi, nó còn lắc tới lắc lui, không biết game như nào đây. YouTube này nó cũng bị lắc rất là nhiều nè mấy bạn. Đây, để thử tìm một cái video của tôi nha. Ok, cái video mới nhất. Mình test thử xem cái loa trên cái máy này nó ok không. Nè mấy bạn, cái YouTube này nó cập nhật khó sử dụng nha. Ok, mình vẫn xem được video nè. Tuy nó hơi lắc nhưng mà vẫn xem được. Lắc quá. Ok, tôi thấy một cái YouTube Go nè. Bây giờ tôi thử vô cái YouTube Go này thử xem nó có lắc như cái YouTube bình thường không nha. Tôi nghĩ cái Go này là nó được sinh ra để dành cho những cái nền tảng hệ điều hành Android Go nè. Nó đỡ hơn mấy bạn ơi, thật sự đỡ hơn á. Đây, mừng quá. Phát thôi. Ok, ủa nó đỡ hơn rất là nhiều luôn á. Tuy cái chất lượng nó không có được bằng so với cái YouTube thông thường nha, nhưng mà nó đỡ hơn mấy bạn. Kệ, có đỡ hơn không nha. Rồi, cái đỡ mượt hơn rất là nhiều. Ok, vậy thì app á, mình nên sử dụng là Facebook Lite và YouTube Go thay cho cái Facebook thông thường và YouTube thông thường nha. Bây giờ tiến đến cái game đầu tiên của máy luôn, Subway Surfer. Vô game. Cái loa trên cái thiết bị này nè bạn, nó lớn cực kỳ lớn luôn. Ây da. Ok, chơi nha. Cái đồ họa nó cũng không có đẹp cho lắm. Vì chiếc máy này mình cũng thông cảm cho nó thôi, tại vì nó mang trong mình một cái cấu hình cực kỳ yếu xìu mà. Ê, những cái cử chỉ vuốt của tôi nó cũng không có được nhạy nữa nè, tại nó quá yếu đi. Ôi chà, như này chắc chơi Liên Quân hoặc là Free Fire là cả một vấn đề rồi mấy bạn yêu ơi. Máy lắc quá. Tôi cũng đã từng review một cái chiếc máy 1GB RAM, đó chính là cái chiếc Oppo Neo 7. Thì máy nó vẫn chơi được Free Fire, vẫn chơi được Liên Quân. Khá là buồn. Ok, bây giờ mình sẽ thoát cái game này ra để test với hai game kia xem. Tôi cũng hóng quá chừng rồi. Ok, bây giờ sẽ là Liên Quân. Vô game. Ok bạn ơi, sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng nó cũng vô game rồi nè. Nói chung thì cái thời gian mà lắp game với lại tải á, nó cũng không có lâu lắm đâu. Nhưng mà mấy bạn biết cái gì không? Là hễ mà tôi á chuẩn bị vô game, tôi chuẩn bị đánh đó nha, lắp khoảng tầm 80-90% cái nó hiện cái trình hỗ trợ tiệm cận khí khô gì đó. Ôi tôi tức quá chừng luôn, nãy giờ 5-6 lần rồi đó, cho nên tôi xóa luôn cái trình đó rồi. Nói chung vẫn sử dụng được, vẫn chơi được, nhưng mà nó hơi lắc nè. Đồ họa nó cũng xấu chứ không đẹp. Đây mấy bạn thấy không nè, nó hơi giật lắc. Không thể nào mà đòi hỏi được cái con đồ họa xịn sò được đâu. Bước đi vẫn còn khá là chập chững, khá là lắc. Ok, xong pha cùng anh em nào. Mặc dù cái máy tao nó cùi, nhưng mà tao sẽ đánh không cùi đâu. Rồi xong luôn. Hiểu luôn, do cái máy cấu hình nó yếu quá chừng luôn mấy bạn ơi. Vô đánh được tầm khoảng 1 phút là nó bắt đầu nó phát ra luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến đến với Free Fire. Mong là em này đừng làm tôi thất vọng. Nãy giờ thất vọng quá nhiều điều rồi. Ok, cuối cùng thì sau những biến cố không mong muốn thì tôi cũng đã vô được cái game Free Fire rồi nè. Hy vọng là cái game này mình có thể mình test hoàn thành luôn. Sự khá là buồn. Rồi xuống đây chỉ có nút chích chắc thôi, sao kỳ vậy? Vô em ơi. Thật sự thì những cái con máy như này nè mấy bạn, nếu mấy bạn có mua được những chiếc máy cũ á mà cái giá rẻ thì cũng mua về để là mình làm chiếc máy phụ nghe gọi nè. Rồi mình nghe gọi Facebook, mình nghe gọi Messenger, mình nghe gọi Zalo thôi. Chứ để chơi game thì cái máy này nó không đáp ứng được đâu nha.
Ok, tôi review sao tôi nói vậy thôi. Cái chiếc V Smart B á, mới á, cái giá nó sẽ cao hơn tầm khoảng từ 500-600 ngàn, thì thôi mình cũng suy nghĩ lại, mình sẽ mua những cái dòng máy khác, nó sẽ ok hơn. Chiếc máy này nó chỉ được về có cái khoảng là màn hình thôi mấy bạn à. Màn hình nó khá là to, phù hợp cho những cô chú mà lớn tuổi á. Ok, vô bờ rồi. Cái game này mình lướt nó cũng giật lắc, nhưng mà cái mức độ nó nhẹ hơn so với cái Liên Quân lúc nãy, thì hy vọng là không có bị out ra như cái Liên Quân nữa. Thật sự đây là một chiếc máy mà làm tôi rất là ức chế, hình như có người bắn tôi hay sao á. Phải loa lớn xem nè. Chứ gì nữa. Nội cha tụi mày. Có ngon thì đừng chạy. Chuyên gia luôn á, máy này nè. Máy con bot nè, mình lại tới gần nó chạy. Rượt mày kia mất công quá. Chạy vô kiếm vũ khí, tao bắn thấy mụn nội mày luôn nè. Ý đâu mà nghe tiếng bước chân mà. Ở tiếng bước chân của tôi ông nội ơi. Ê! Đang ngoài bò hả? Ê! Đang ngoài bò bị bắn nữa. Chết cha, chạy lộn hướng bò rồi. Game này tôi chơi tôi không quen. Bởi mấy bạn kêu test wifi là tôi rầu lắm á, tôi không có biết chơi wifi, tôi không có quen. Ok, thôi nha mấy bạn. Thì cái game này mình chơi được đó. Đánh giá chung của tôi là cái game này mình chơi được đó. Nhưng mà nó cũng có lắc nhẹ nè. Có lẽ là do chiếc máy này nó được tối ưu Free Fire hay sao á. Thì bây giờ mình sẽ tiến đến với cái phần test camera đi. Mình quay lại với cái phần mình đánh giá chung. Ok, để tôi chụp con rồng này cái đã. Ok, đây là camera sau. Chậm coi. Chất lượng thì tạm đó. Cái này chụp cho vui thì được. Ok, tiến đến camera trước. Thấy rầu không? Camera trước nè. Khổ gì đâu, phải xóa thôi. Ok, xong rồi ha, mình test được 3 game chứ. Và những cái app thì tôi có đánh giá chung như thế này. Thì chiếc máy này với cấu hình của nó quá yếu đi mấy bạn à. Thành ra những cái tác vụ thông thường á, nó còn bị giật lắc nữa. Huống chi là mình vô mình combat game và đặc biệt là cái Liên Quân nè. Chắc có lẽ là do càng lúc thì cái dung lượng cập nhật nó càng cao đó. Máy này nó không còn được mà chiến Liên Quân một cách ok nữa. Khi mình vào những cái pha mà gọi là đánh nhau á, xả láng á, thì nó sẽ bị out ra. Cái này là tôi không biết là do cái cấu hình của máy nó quá yếu, nó không thể đáp ứng được, hay là do cái tình trạng mạng nó bị lắc. Mà tôi nghĩ là cái tình trạng mạng nó không có đâu. Tại vì cái Free Fire mình vẫn test được mà. Free Fire thì khá là ok, nó lắc nhưng mà nó lắc nhẹ thôi, nó khựng nhẹ chứ nó không có đến nỗi mà quá khó chịu đâu. Thì cái chiếc máy này chỉ phù hợp cho những cô chú lớn tuổi, mình cần một cái màn hình to để mình giải trí nè, mình nghe nhạc, mình xem YouTube hoặc là mình video call thì nó ok. Còn mà để chơi game thì khuyên mấy bạn với tầm cái khoảng mức giá chiếc máy mới á là khoảng từ 500-600 ngàn thì mình mua những cái chiếc máy nó hợp lý hơn nha. Bây giờ mình sẽ tiến đến cái quá trình gọi là đóng gói và tặng lại mấy bạn nha. Cái chiếc máy ngày hôm nay nó cũng không có được xịn sò cho lắm, nhưng mà cái hình thức nó khá là đẹp, còn cái cường lực luôn nè. Ok, và vẫn như thường lệ thì để đóng hộp chúng ta vẫn có một số những cái thiết bị thông dụng bình thường. Ok, và mấy bạn nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm mà điện thoại hoặc là máy tính bảng cũ á thì có thể tham khảo ở những cái đường link mà tôi đặt ở phía dưới cái phần mô tả cũng như phần bình luận video nha. Để không là mất thời gian của mấy bạn, tôi sẽ tua nhanh cái khúc đóng hộp nha. Ok, và cái quá trình đóng hộp của tôi của nó cũng đã xong rồi mấy bạn à. Thì cái video của chúng ta đến đây nó cũng khép lại rồi. Rất là vui vì cái kênh của tôi á đã đạt cột mốc là 1000 người đăng ký rồi. Bây giờ tôi đang ráo riết để chuẩn bị những cái món quà tặng sắp tới để dành cho những cái khán giả may mắn. Ok, và đừng quên cái video review và tặng lại của chúng ta sẽ được phát sóng trên kênh vào lúc 20 giờ ngày thứ tư và ngày chủ nhật hàng tuần. Nếu mấy bạn cảm thấy cái video này á nó chưa hay hoặc là nó còn sai sót á thì mấy bạn hãy để lại cho tôi một nút dislike. Còn nếu mà cảm thấy cái video nó hay á thì đừng quên cho tôi xin một like nha mấy bạn. Và hãy nhớ ấn subscribe kênh cũng như bấm vào cái nút cái chuông thông báo á để khi mà tôi ra video bạn sẽ là những người sớm nhất nhận được. Ok, và cũng nhân dịp ngày cuối tuần á, tôi xin chúc mấy bạn cũng như gia đình mình nè có thật là nhiều sức khỏe nha. Review cái gì tặng lại cái đó, chỉ có ở review và tặng lại. Bye bye.